Xin chào buổi chiều tất cả mọi người. Trước mặt ta là hoa của cây mai cúc bốn lông. Buổi chiều đặt hoa rất là tươi, nhiều cánh, cánh nó vung lên luôn ha, hoa to, nó không có bị thâm á, dòng này hoa nó không có bị thâm. Đấy. Nhiều cánh á, dòng cúc á, dòng cúc thường anh em thấy là cái nhìn nó thâm thâm á, còn cái dòng này nó la dữ dảo với cúc sao á, bông nó bự như bông dảo, dòng nó nhiều cánh như bông cúc vậy ha. Dòm rất là đẹp á. Hộp lai đó, lai đủ thứ giống hết rồi. Ở Bình Định mà thấy ghép nhiều lắm á. Giống này thì ra là nó phân chèo ra là phân chèo, sức sống mạnh, dễ nuôi á. Về miền Nam thì mới chỉ được có 5 ngoài thôi. Ở Bình Định, những anh em Bình Định á, ghép những cây gốc lớn giá trị cao á. Đấy, ghép cũng rất là nhiều. Bún lông, dễ nuôi, dễ đưa là được người chơi chấp nhận à. Còn nó khó nuôi quá thì cũng ngán nuôi á. Còn đây cây rồng bay đấy, này luôn mình mua cách đây khoảng 2 năm á, lúc đó mua nó có chút xíu à, mua cái gốc dưới đây đó, lúc đó cái nhánh nhỏ xíu à, nuôi trong cái chậu tượng ha, đây ép trong chậu tượng nè, nó khô nước hoài luôn á, tại vì nó lá nhiều quá, ngày tới khoảng cỡ 2 lần á. Nuôi chậu tượng chúng ta thấy ép vào chậu tượng nuôi đẹp á, nhưng mà nó gọt mà tư nuôi rất là cực á, tưới nước cực dữ lắm. Tự con già đọc sách rồi nè. Những cây mai nhỏ nhỏ mini á, chúng ta để bàn nè má. Mai giống nhỏ ghép thì chừng năm nó có bông rồi ha. Nuôi đây thì nó vẫn lớn á. Nó rõ nước tốt và nó lớn à. Nhánh uống lượng tạo hình từ nhỏ đây, rất nhiều anh em hỏi tạo hình này, ghép cây này kia đâu ha, ghép từ những hàng cây giống nhỏ này nè. Đấy, cái này bữa hổm mình uống chơi chơi nè, mấy anh em thấy không đó, uống cái này nó ra đọt rồi nè, uống kiểu này cây không có bị sượng á, uống kiểu người ta lấy cọng nhôm ta cặp vô này nè, uống thì nó sẽ dễ sượng lắm, dì dặn nó tét hết trơn à. Đó, uống có chỗ này người ta lấy nhôm ta cặp vô. Đó, cặp vô rẽ băng keo quấn lại. Đấy, người ta uống lên thế này á, nó ra đọt luôn nè. Đó. Trồng vô thì nè, được cái thân quái á. Gốc quái thêm thân quái nữa. Đó. Vì mấy cây cao quá thì người ta uống cho nó thấp xuống. Lấy cái thân á. Và sau này từ trên đây nó phát triển lên là cái chi tàn theo cái dạng trực lắc á. Dạng trực lắc mà chúng ta học á ha. Đó. Thì trực lắc là như là ông thầy cũng dạy là cái cây trực lắc là cái cây như là cái cây căn bản đầu tiên á, làm được nó này sau này như những cái ở phía sau ta, mấy cây ở phía sau ta làm được hết à. Những cây phân bố cành nhánh á. Mặc dù nó không phải là đẹp nhất á, nhưng mà nó căn bản, nó dễ làm nhất, nó bền nhất á. Người ta nghiên cứu qua rồi, trong cái bonsai á, người ta nghiên cứu á, chi 1, chi 2, chi phong rồi đó. Đó, nó không phải là đẹp nhất đó, có nhiều là đẹp đó, đẹp mà nó khó nuôi thì nó lại cũng không được chấp nhận á. Đẹp cánh nhánh nó đẹp quá mà nó khó nuôi, nuôi lâu bỏ nhánh thì người ta cũng lội dần à. Nó đẹp mà nó dễ nuôi, nó đơn giản á. Từ những cái cây ngõ ghép lại nè, ngày hôm qua mình có làm cái video mà tạo thành hình thú á. Hình thú á, nếu người ta trồng một cái cây nhỏ á, từ nhỏ người ta trồng nghiêng ha, trồng gấp mô rồi sau này bứng lên ghép thì được như thế này. Đó, được cái thân thế này á, ta có thể sửa trực lắc được cũng được. Đó, còn cái này ghép rồi á, ghép rồi thì sửa lùm đi chợ bán thôi. Còn chúng ta làm sau này làm có kinh nghiệm á, đây là chi 1, đây chi phong, rồi chi 2, làm bài bản á, có cái có đường cong nè. Đó, giống như cây thọ hương trên đó của mình đó, đó làm bài bản á. chơi hoài đâu, hôm nay năm thứ năm mà nó không có bị bỏ tay bỏ chi á. Đó, bỏ tay bỏ chi là ánh nắng nó phân bố đều, là nó không có bị bỏ, không bị bỏ tay bỏ chi là cây nó bền hoài á, nuôi chục năm 20 năm thì nó cũng còn hoài à. Còn cây mà nó bị bỏ nhánh á,
à, bỏ nhánh là thấy là mất giá trị liền á. Còn cây mà không có bỏ nhánh á, mà gốc rễ nó đẹp á, kiểu gọng chữ C đó không nè, đèn đó người ta trồng cũng có ý rồi ha, nó tại mua về không có đâu có biết được lắc được liếc gì á, về cắt đầu nó ra tược đâu thì ghép vô đó làm lùm lùm vậy thôi. Phải là đó biết được cái mua cây đó sớm sớm á, nó làm bài bản sớm sớm á đó, thì sẽ giờ sau này nguyên cái vàng này nó giống vậy hết rồi đó. Mà cũng còn kịp á, sau này mình có mua lô hoặc là anh em mà có mua mấy cây phôi giống vậy á đó, anh em làm á đó, thấy không đó, nhìn ra dáng liền á đó, biết đường binh liền à, làm cây trực lắc á đó. Cây trực lắc chúng ta làm được thì mấy cây sao làm nó dễ dữ lắm á, nói chung là phân nhánh chúng ta nhìn cho người ta biết liền à. Với lại người ta coi mấy cái hội thi mà đi thi á, hoặc là đi bán mấy cây giá trị cao á đó, mình thấy cái cây cụm tay vậy nè, đây, cái cây mai rừng đó mà người ta làm cái trực lắc mà kiểu như bonsai ấy, bán đâu mấy chục triệu một cây không á. Thấy cái phôi này không, đó cắt đầu lên đầu ghép đó này, làm trực lắc được hết á. Đấy. À, trực lắc giống kiểu cây này nè, đó, em thấy không đó. Cái này thì nó cũng đang bị sai tại mình tiết cái nhánh chĩa này nè, cái nhánh chĩa này nè, nhánh nó phải cắt bỏ ha, thì nó mới thông cây đó anh em ha, em xem ha. Đây. Nè, cây nè, đó cắt rộng nè, cái phôi nó làm tới đây ra tược rừng đây là nuôi cho ra một cái tược rừng đây ra khúc này nữa để cho cái dòng chữ C này nó hợp á đó, anh em thấy không đó, ghép đây một bò ở phía sau này nạn bò đó, đây bò, đây bò đó, nhánh số 1 chi số 1, nên nếu mà nói theo bài bản á, sách vở đây đi số 1, đây chi số 2, ở sau này là chi phong á, chi phong là cái cành phong ở phía sau, cái phong nè, cái phong nền ở phía sau ấy. Đó. Đó. 1 2 3 đó. Còn mặt kia dòm qua đúng là 1 2, đây là phong, mặt bên kia dòm qua thì đây là phong á, có hai nhánh phong mà phong trước phong sau luôn ha. Nhánh này nếu mà cái mặt tiền này chúng ta dòm qua thì nhánh này nó bị nghịch á, cắt bỏ nhánh này thì mới lòi đường cong này ra đó. Còn bên kia dòm qua cũng vậy ha, bên kia dòm qua đó, thì nhánh này nó bị nghịch, cắt bỏ nhánh này. Nói chung tại vì mình tham mình chơi bông á, lúc mua về nó cũng trồng chéo lắm, mình cũng cắt bỏ nhiều lắm mà còn tiếc á, để chơi vài năm nữa đi, bông cho nó nhiều quá. Đó, cái này là cái căn bản á, cái này là cây căn bản à, từ cây này chúng ta có thể làm lên á. Đó. Trực á, trực lắc nè, đấy cái cây bằng đầu tiên mình làm á, nó bằng ngón tay nè, chúng ta thấy nó thô quá, chính nó bự bằng cùm tay nè, chúng ta thấy nó liền lạc cây liền à. Đó. Cái này thì mấy người mới biết chơi giống như mình á, thấy thích lắm, kiểu cái làm nó dễ á. Còn mấy anh em chơi chuyên nghiệp thì không biết làm sao, mấy anh em có thích hay không á, nên góp ý nha. Mà còn mấy chị chơi cái dạng chơi bông giống như mình nè, có bông mà nó chơi bền á, ánh nắng nó phân bố đều hết, không con nào chèn nào hết trơn á, không con nào chèn nào hết trơn thì nó không có bị chết nhánh thì nó bền thôi. Người ta theo cái quy tắc á, nhánh ở dưới nó lớn, về trên nó nhỏ dần á, khoảng cách giữa các nhánh á thì nó gọn dần. Nhánh số 1 dưới đây này phải là nhánh to nhất á, thì nó mới bền được. Em thấy không? Đó, mình lặt lá mình làm lại á, thay chậu luôn nè, bền hoài á. Này cũng học theo nè. Đây, từ cái này mình có ý tưởng á, cái này là mình làm là làm theo cái kiểu mà cái giống như không gian ba chiều á. Đây có cái chút mà cho mọi người xem cái cây trong công viên Tao Đàn người ta triển lãm á, nó không gian hai chiều, nó giống như bức tranh vậy. Lên đây uống lát qua lát lại á. Còn cái mặt này á, người ta uống lượng lên lượng xuống vậy nè, lượng lên xuống chứ người ta không có bẻ ra bẻ vô, người ta lượng lên lượng xuống á, nhìn rất là đẹp á, nó ngộ. Còn cái này qua mình làm thứ bốn chân á, già tuốt cây nè,
bè bẻn bị đơ đơ á, cái mình làm cho nó ngắn, nó trồng nó khít lại, rồi buộc hai cây này lại á. Đây là bốn cây mai con mình làm lên á, thì cái này nếu mà phát triển tốt chừng 6 tháng sau á là nhôm này nó theo mình tháo nhôm ra, xong mình băng khít lại á, băng mấy cái đường thân này khít lại là có thể dính lại luôn nè. Từ bốn cây mai thẳng ra, thẳng trừ á, xung đột á, ta ra hình dạng này, thấy chưa? Đây, cái làm kiểu này mấy người biết chơi thấy thấy người ta cười á, mà thôi kệ, mình không biết chơi thì mình không biết học từ đâu á. Đó, em cắt từ cây phôi mai vàng mà cắt từ mai phôi giống như mai chú thủy luôn lên thì biết chừng nào á. Đấy, mình không biết thì mình lấy cái mấy cái mai con mình ghép lại để mình biết được cái trực lắc của nó là như thế nào á. Đó, lên nè. Đó. Học lý thuyết nhiều quá mà giờ thực hành nè, thực hành thì giờ nếu mà lấy cái cây linh sao uống nó đâu có nhánh đúng ngay vị trí mấy cái điểm này đâu ha. Anh ta lấy bốn cây mai con ta nhập lại uống là dễ nhất. Đó, anh em nào làm á, anh em nào học thì làm giống như mình á, mình cũng học làm lên nè. Đó, mình làm này mấy cô mấy chị á, đây, thấy mình làm gì bắt chước làm theo á. Làm theo làm là cái làm được á, cái nhắn tin gọi điện cho mình á là đã quá. Tao thấy mày làm á, có bà cô kia cũng lớn tuổi á, 50 mấy 60 tuổi rồi, thấy mày làm gì nhà tao lấy mấy cây mai con tao làm là đã quá này. Mấy ông chú già già cũng vậy ha, làm được sửa được nó được đã lắm. Lấy khúc trên này nè, khúc này sau này nó to lên cỡ cụm tay mình thì nó sẽ liền lạc đấy ha. Còn cái khúc đơ nè, có chú góp ý mình, nó dễ lắm. Vậy thì cứ cho cái nhôm này nó theo đi, sau này mổ này ra, mổ tới cái mỏ ghép á, lấy cái gì chim vô á, chim vô hoặc là banh ra đó, thì cái gốc bộ này nó sẽ nở ra nè, cái bộ đế này nè nó nở, nó bự ra cỡ này nè, nó giót lên đó. Thì nó đẹp lại thôi đó. Đây là ý kiến của mấy chú biết chơi á, mấy chú biết chơi á, mấy chú biết làm á. Đó. Cái cách này là đơn giản nha, học làm kiểng bonsai mà nó đơn giản nè. Nó chứ cái nhánh mà chúng ta kiếm cái nhánh tự nhiên là nó có 1 2 3 4 nhánh này làm sao mà kiếm ra ha. Đó. Chỉ có lấy cái mai con ghép lại thì nó mới ra thôi đó. Người ta ông thầy dạy á, uống cong á, cành thì lấy ra từ cái điểm dương á, lấy là điểm dương, cành thứ nhất là cành lớn nhất đó. Rồi nó nhỏ là từ nhỏ lên từ từ đấy, cành thứ nhất là lấy cái cây dài nhất để vô đó. Số 1 á đó, lấy tại điểm dương uống à, uống đây thì nó phải hồi về. Cành số 2 lấy là điểm dương á, giữa 1 với 2 á, thì nó có một cái cành để tạo chiều sâu á. Cái này thì có thầy nói là có cũng được, có thì nó đẹp á, còn không có thì cũng không sao, không có thì nó cũng thành cái cây kiểng mà gọi là cái thế mà thế lưỡng diện á. Lưỡng diện là nó có hai mặt thôi, trái phải thôi trong kiểng gỗ á. Còn cái này nó tạo độ điểm sâu, chiều sâu cho cái cây á. Cái này thì nó cũng đánh ra nè, đánh ra đây để mà chúng ta nhìn á, nó có cái chúng ta thấy nó nè, đó. Nó nhìn ra đường cong mà thấy được cái gu này nè, đó, chứ nó không có che lấp hoàn toàn á. Còn bên đây cũng lấy nhánh ra nè, chúng ta cũng thấy được á. Đó, nó tạo cái chiều sâu cho cái cây á, hai bên. Đấy, có anh thì anh chỉ á, anh chỉ thì cái nhánh đầu tiên này thì đánh ra ngoài này á, còn cái này mình đánh không có được. Đó, nếu mà nhánh nó mọc ở đây ta đánh là được á, còn cái này cây mai con mình uống như thế này thì nó bị ngược á. Đó, nói chung là tùy cơ ứng biến thôi. Đó, đánh cái này đánh vô trong thì tại nó đang lên gì nè, cái cây đang lên thế này nè, cái cây con nó đang bo theo cái thân này á, thì nó phải vô trong nó mới đi ra được. Còn nó đang lên thế này á, quất nó thẳng ra là nó sẽ bị gãy liền á. Đó, cái gì nói chung là nói thì mình tiếp thu hết à, người ta làm không được á. Đó, giống như cây nè, nó đang lên á, lên đây cái nó tách ra đây. Đó, tách được ha, ưỡn vô trong thì ưỡn được, ở đây muốn ưỡn đi đâu ưỡn à, đây nó đây muốn ưỡn ra đây cũng được, ưỡn vô trong cũng được. Đó, ưỡn vô trong nè, tại chiều sâu á, ưỡn ra ngoài người lượng. Đó. Rồi, cái này cũng vậy nha, còn cái này nè, ưỡn lên.
ưỡn, ưỡn vô trong á, này ưỡn vô trong nè, em thấy không, ưỡn vô trong nè, cái cùi chỏ quay vô trong á, lấy nhánh vô chỗ này, cái cùi chỏ quay ra ngoài nhánh vô này, đây cũng vậy á, cái cùi chỏ quay vô trong, cái cùi chỏ nó quay vô trong nè, thấy chưa, nhánh là lấy tại điểm này á, đấy, chứ không có lấy bên bên trong, đó, này cũng y chang vậy thôi, cùi chỏ đó, rồi ở trên xuống là nó lệch với nhau đó, so le ha, thầy dạy á đó, là nhánh này nó lệch thôi, còn những nhánh khác thì nó nằm chồng lên được ha, nói chung thầy dạy cũng hợp lý đó. Mấy anh làm bán chợ á thì có cách làm khác mà thầy dạy mà thấy hợp lý á, tại vì lên càng càng lên cao á, thì nó tớp dần, nó tớp dần thì nó không có che được bao nhiêu á đó. Nếu mà cái nhánh như này ta chừa cái ngọn cái phần mà nè chừa nhiều á thì nó không có bị chết nhánh đâu, đừng có lấy cái này nó phủ lấp qua bên đây, bên đây là nó che là không có nắng xuống á, dùng thầy dạy với lại mấy anh dạy thì ai cũng đúng hết trơn á, tùy cơ ứng biến đó. Thì đơn giản ta học được cái cây này ra, vậy là dạng là trực lắc nè, cái trực á đó, từ cái phần trên nè chúng ta có thể áp dụng vô gần mấy ông thầy dạy là áp dụng gần như là 80% á, 89% cái tán bên trên á, nó có quy tắc á, lấy nhánh lấy ở phần dương, nhánh ở phần dương, nhánh ở phần dương đó. Khoảng cách giữa các nhánh á, có anh góp ý á, nếu mà làm bài bản chúng ta định được cái chiều cao của cây bao nhiêu á, như 5 tấc 6 tấc vậy đó, còn có anh góp ý là cái cây mai vàng là cái cây nó lớn hoài á, đâu có thể biết nó tới chừng nào đâu đó. Nên làm á, thì cái nhánh dưới, khoảng cách giữa các nhánh á, thì nó ngắn lại dần á, như 1 với 2 hiện tại bây giờ là 1 tấc rưỡi đi, 2 với 3 thì giờ còn tấc, lên ngắn từ từ á. Đó, chứ người ta làm cái mai vàng là nó lớn hoài, chứ đâu phải là nó lùng hoài á. Còn khi người ta làm định hình á, là định hình nói chung là làm thế này là không cho nó lớn nữa, khống chế chiều cao nó luôn, để nhỏ nhỏ chơi hoài luôn ha. Nói chung là khi mà làm thực tế thì nó linh động, còn này là học ha. Này, bước đầu tiên nè, anh em là không biết gì giống như mình á. Đấy, không có biết cái gì mà sửa kiển sửa kiết gì đó á. Đây, học theo của mình nè, mình đi học về mình hiểu gì đó. Đó, mình về mình làm, mình chỉ anh em làm được á đó. Đó, thấy chưa đó. Lấy 4 cây mai con ghép lại ha, 4 cây 5 cây 6 cây 7 cây đó, lúc trước mình có làm chỉ anh em làm nè, này nè, ghép này là như là 4 cây mà nó có 2 4 6 6 nhánh với ngọn như là 7 cây nè đấy. Số 1 á, 1 là lấy bự nhất, này đây mình lấy nhỏ ăn gian, 1 nè, 2 nè, lấy là điểm dương á, 2 nè, 2 là giữa 1 với lại 2 nè, của này phong đánh cái cùi chỏ này vô trong á, chứ không có quýnh ra ngoài được, mình cũng thử quýnh ra ngoài mà quýnh không được á, quýnh cái cùi chỏ cái co đầu tiên quýnh ra ngoài quýnh không có được, mình phải quýnh vô trong á, mà lấy lại ngoài nhìn nó cũng có nè. Đó, nên không biết gì á, không biết gì về sửa kiển giống như mình nè ha, mình chỉ biết sửa nó tròn tròn, xách đi chợ bán nó lùm lùm thôi, sau này làm thì phải bài bản á. Đấy, mình đi thấy hội chợ này triển lãm đâu người ta cũng là cách này rất là nhiều quá đó. Nhìn cái này thì cây nó thoáng á, không có nhánh nào đè nhánh nào hết, 1 nè 2 nè xin lỗi, 1 nè 2 nè đây là phong á, 3 nè 4 nè đây là phong á, phong là cái phong nền ở phía sau á. Đấy. Uống lượng đi xuống đi lên nè. Đây là cây mai ghép á, mai ghép thì làm nó bị đơ chỗ này, để biết chỗ đơ này chỉ cần mổ bằng kia ra, tách cái gốc nó ra đó. Là để nó lừa tạo được bộ đế đẹp mà vừa cái cây nó bớt đơ nữa. Đấy. Rồi, còn đây là cái cây từ 7 cây mai con này, đây là từ 7 cây mai con ha, 2 4 5 6 7 nè, 4 lần trước 3 lần sau á đó. Này làm theo ý kiến của một chú mai ở Bình Định, chú chỉ mình ha, chú góp ý mình này đấy. Giờ nó bị đơ vậy làm sao á, đây cái bên đây đầu mình làm mình đơ nè, cái chú chỉ mình ha, đây giờ trồng nó nghiêng góc 45 độ, trồng 7 cây này nghiêng hết á, xong rồi xô qua đấy, xô qua
uống lại nó, anh em thấy không, nó mượt mà liền ha, bướng lượn liền đấy. Số 1 lấy ra đấy, đánh vô, đánh vô trong, đánh ra, đánh vô trong, đánh ra. Số 2 đánh vô trong, đánh ra. Số 3 anh này phong á, đánh vô trong, đánh ra, đánh vô trong, đánh ra, đánh ra, đánh vô trong, đánh ra. Đó, 1 nè, cái phong này á, đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đó, 4 à, 4 nhánh với lại hai cái thằng chi phong, phong ở phía sau á, ở trên dầm xuống không có nào trùng với nào hết trơn á. Đó, nó cũng né né nhau nè, em thấy không, đây, này nó cũng né nè, né né nhau ha, né né nhau đó. Đây, không biết gì á, không biết gì thì làm mà chúng ta bắt chước theo kiểu này nè. Đó, rồi sau này phát triển thêm á. Rồi tiếp theo đây mà anh em xem cái hình mẫu nữa ha, cái hình mẫu mà mình chụp ở trong công viên Tao Đàn á, anh em biết được cái nguyên tắc này rồi ha. Công công lượng lượng nè, lấy cành tại điểm dương á, đó dương thì nó hợp lý á, chứ lấy ở trong đây nhìn thấy kỳ cục lắm á. Lâm đây thì nó bị che trên đây nè, trên đây thì nó bị lấp, bị thiếu nắng, thiếu nắng, thiếu nắng thì nó bị chết nhánh á. Đó, thì tự nhiên đó. Đây, cái này thì mình làm này ha, mấy anh mấy chú mấy cô mấy chị rồi đó, thấy làm theo được rất là nhiều á, ai cũng làm được đó. Nên giờ chúng ta làm mà thấy thì chúng ta làm mà được à, chứ thấy mà không làm thì cũng như không á, bỏ thời gian nó quên á. Anh em làm là chừng 2 cây 3 cây như thế này anh em nhớ hoài luôn á, không có quên được ha. Sau này gặp cái phô định hình nó cũng dễ nữa. Như lúc trước nếu mà mình biết cái này mình làm cắt mé phô ra mình định hình á, thì nó không phải giống như vậy đâu. Đó, định hình thì nó sẽ có chi một nè, nó ngay cái góc đầu ha. Đó, mình sẽ cắt phô nào độ nó hợp lý hơn nữa, chứ không phải cắt cao tầm ngồng vậy rồi ghép vô một lùm vậy đâu. Đó, chi một đây á, rồi chi hai nằm cái co này. Cái co này cây mà nó có dày thôi á thì chúng ta cắt ngang đây thôi á, có dày thôi mà cái nó thẳng đứng luôn. Đó, chúng ta cắt ngang đây. Đó, người ta nuôi lên. Đó, nuôi khúc này phát triển lên á. Còn cái đó mình cắt cao, tham cắt cao, cái nó ra tược đâu là ghép ở đó. Cách làm kiểu hồi xưa giờ á, nói chung không phải không ha, ai chê á, chứ cách làm mà xưa giờ lại bay đi chợ, bởi vì mai miền Tây làm mà thông thường á nha, số lượng nhiều á, đây làm cái dạng amateur giống như mình á là không có được đẹp đó. Mặc dù mua gốc phôi nó đẹp ha, nhưng mà về không có biết làm á, không có biết kiển khúc cùng vậy đó. Đó, về đây cái cắt tược đây nó ra bao nhiêu mầm đây thì ghép vào bấy nhiêu á. Bởi vì mai bán không có giá trị á, không có tiền nhiều, giá trị không có cao á. Mấy anh mấy chú nào xem á, xem thì có thể làm nó sẽ đẹp hơn, từ từ giống như mình á, làm nó từ từ nó mới đẹp hơn, chứ không biết gì thì mà không có đi học thì tối ngày nó cũng vậy thôi á. Đó, làm chỉ cái dạng lùm thôi, không biết gì thì phải đi học thôi nha. Em kiểu này ha, cái cây này gốc đẹp thiệt là đẹp luôn nè ha. Đó, anh em thấy không, cắt cái đầu nó lên 2, 4, 6 cái tược, kéo vô 6 tược này luôn á, chứ đâu có phần phiết gì đâu ha. Cái gì phải nuôi lên luôn, anh em thấy không. Đó, nếu mà đúng ra nuôi chim một nè, chim một đây ha, cái dựng cái ngọn lên. Đó, cái có chi phong như anh đợi sẽ chỉ bên đó, chi hai bên đây làm bài bản á. Còn này làm thấy một tùm lùm ấy, chứ đặt ra nó không có cái gì hết á, nó không có đâu mà vô đâu đó. Rồi mời anh em xem cái hình mẫu á, này mỗi ngày mình cố gắng mình lục lại mấy cái hình mẫu á, mình đi coi á, thấy người ta làm đó. Nói chung để mà phân tích được thì chúng ta phải có kiến thức chút chút á, lúc trước mình coi mình biết nó đẹp vậy thôi mà không biết làm sao được giống vậy á, ta không có hiểu cái quy luật, không hiểu cách làm á. Đó, từ khi mà mình làm cái cây trực lắc này được á, mình biết nhìn kiển hơn á, nhìn kiển hơn chút, biết nhìn cái phôi nè, sau này để tạo thành cái hình này á, chỉ nhìn cái phôi, biết cách phân bố tay cành đâu á. Đó, nhiều khi chúng ta đọc sách nhiều á, đọc sách bonsai nhiều mà không có làm thì cũng như không thôi. Đó, kiểu như
cắt cái đầu nó lên đâu ghép đó ha. Rồi sau này nó lên nhiều chỗ chúng ta biết đường, người ta lọc lại đó, như nó là cắt cái phôi nó lên một tùm lum như thế này nè đó, chúng ta biết đường, người ta binh, người ta lọc lại á, lọc lại á. Đây nhiều nhánh quá, ta chừa một nhánh thôi, còn khách nếu mà mình không có học ra thì mình để hết luôn, để 4-5 nhánh gì đó, 4 nhánh đi đâu nghiệp vô 4 tược luôn, cuối cùng làm góc phôi đẹp mà cuối cùng làm nó không ra gì hết trơn ha. Không biết đường binh đó. Gấp một bò đây, trên đây gẹp một bò ha, một bò đây ha, cắt bỏ hết luôn, ghép lấy một bò ha. Trên đây phát triển từ đây nè, thành cái trực lắc á, ẩn qua đây đó, trực lắc á, nhánh này nó xà xuống qua bên đây ha, dẫn cái ngọn lên đó, chúng ta biết nhìn ha ha, từ cái trực lắc làm chúng ta nhìn biết nhìn phôi rồi, biết định hình phôi rồi, biết cắt phôi rồi á, từ 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 làm nó mới đẹp hơn á, đơn giản hết chưa. Giờ có 3-4 cây nhỏ ghép lại, hoặc là cái đọt này chúng ta biết cắt, biết định hình đâu. À, giống như kiểu đó, kiểu này rất là bền á, 5 năm 10 năm 20 năm sau nó bảo đảm mọi người là nó vẫn bền á. Mấy cây bonsai người ta nuôi đâu mấy chục năm á, 20-30 năm chơi nó vẫn bền hoài luôn. Rồi cho mọi người xem những cái đó, những cái hình ảnh mà mình đi ở các hội chợ á, hội chợ mình, hội chợ triển lãm rồi mình coi được á. Đấy. Đấy, cái điện thoại mình này. Hội chợ, cho mọi người xem hội chợ hoa xuân Tao Đàn á. Đấy, anh em hỏi ghép nhiều cây lại nó có dính hay không á. Đấy, cho anh em xem nè. Đấy, cái hàng cái đây là cái cây mai tứ quý á. Em xem à, đây là cái cây mai tứ quý nè. Em thấy không? Đó. Quý người ta ghép lại từ nhỏ ha. Đây, anh em hay hỏi mình hoài à. Hỏi mình là cái cây mai vàng mà ghép nó có dính hay không á. Đó anh em xem à. Đó. Mấy chục năm trước mấy ông bà già xưa người ta ghép nè. Ta ghép từ mấy cây nhỏ ta thấy không? Tứ quý à, ghép nó chậm lớn mà nó dính à. Nó có bốn chân, có cái đuôi luôn nè. Đó, chứng tỏ là hồi xưa là ông bà già xưa là cũng có làm rồi á. Đây cây tứ quý nè, lá tứ quý nè, mấy chục năm trước á. Đấy anh em xem. Đấy. Ghép phúc lộc thọ nè, giống này xưa lắm rồi ha. Cái này chợ thành phố Tân An á. Anh em xem này chưa? Đấy. Tứ quý người ta ghép cái cục nu đây nè, hết hồn chưa? Ghép này giống gì đây, giống Thủ Đức hay gì đây, Thủ Đức ha, giống hồi xưa nè, mấy chục năm rồi đó. Đó, còn cái trên này nè, cái nhánh này nè, Thủ Đức á, người ta chèn qua nó cũng dính luôn ha, anh em thấy không? Đó, người trước người ta làm mấy chục năm trước nè. Còn cây này là cây theo cái kiểu như trực lắc nè, em xem không, cái cục này mình hỏi đâu mà 20 mấy triệu hay gì đó. Đây là cái cây nguyên thủy á, hoa không có đẹp đâu mà đâu 20 mấy triệu á, 20 mấy triệu cây này á, hết hồn chưa. À, trực lắc á, anh em thấy không, nhánh thứ nhất nè, nhánh thứ nhất ha, nhánh phía bên tay phải á, thứ hai này mặt sau á, cái chi đó là cái chi này mà mặt trước đúng rồi, chi phong á, chi phong ở phía sau, nó số 2 phía bên tay trái á. Đó, anh em thấy không, dễ cưng không, chung là rất nhiều cái hay á. À, đây đi đây đó có nhiều cái hay lắm. Đây là cái hoa mai, là cái cúc này, là người ta gọi là cúc hương Bến Tre vậy nè. Cúc hương Bến Tre vậy nè, nói chung là nó ra hoa bảo bự như hoa đại lộc vậy đó, hoặc là cúc thanh long vậy nè ha. Đấy, thấy cái giống này nè, đấy
Nói chung là giống này thì mình thấy nó hoa thì nó đẹp á, bự, nhưng mà bông thì không có nhiều quá, có thể là cây này nó bị suy không chừng. À, thấy nó không có được đậu nhiều quá. À, cúc hương bến tre là cúc thanh long gì đó, đặt tên tùm lum ra. Giống này thì ở cái vườn, ở Chợ Lách Bến Tre á, có người đặt là cúc tâm phúc gì nữa ha. Ừ, chính là giống này nè, hoa bự ra màu đậm. Ở trong triển lãm kế cái cúc hoa hương đặt giấy vàng cũng có hai cái cây giống này nè. Nói chung là hoa đậm bự mà thấy nó không có sai bông dữ ra. Đi chợ Tết nè, thấy thưa ha. Rồi, cho mọi người xem chú mà cái không mà triển lãm á, triển lãm ở công viên đây, mình đi mình ghi lại á. Có cái cây này anh em học theo cái cây này cây nguyên thủy á. Học anh em học theo á. Đấy. À, rất là nhiều cây á. À, rất là nhiều cây đẹp đây, ta học theo á. Thì mình đi mình thấy đẹp mình chụp hình ghi lại sau này học á. Đây học được cái từ cái cách phối chậu, cách vô chậu rồi, cách cắt ghép đủ thứ trơn á, nhiều thứ để học lắm. Học hoài luôn á. Giống này giống kia rồi ha. Đấy. Nó đa dạng á, này trời cho mà tội gì không hưởng á. Đây cây này đây. Đó, thấy cây này không? Đó. Hành năng kỳ lân á, đấy. Cây này thật sự thì nó chỉ có gọi là như cái bức tranh vậy ha. Đó, như cái bức tranh vậy đó. Anh em xem nè, đó như cái bức tranh nè. Uống lượng nè thấy chưa? Như con kỳ lân á, khắc cái miệng nó luôn nè. Đó, thấy dễ thương không? Nhánh bên trên á. Đây thấy rõ hơn nè, nhánh bên trên á thấy uống lượng á. Nó không có nhánh ở phía sau á, nói chung là nó uống trên cái trên một cái mặt phẳng thôi. Đó, trên một cái trục duy nhất thôi ha. Trên cái trục thẳng ha. Đó, nó không có trục x trục y ta, chứ không có trục z đó. Cây như cây này không có chiều sâu quá, như kiểu như cái bức tranh vậy, không gian hai chiều quá. Đó. Anh em xem đấy, thấy đẹp không, ngộ quá. nó lạ ha. Chúng ta coi nó bắt chước là làm theo á. Đây cây này thì đi ở triển lãm cũng có nhiều người chụp hình lắm á. Giờ chúng ta làm mai phôi á, chúng ta làm theo kiểu giống vậy á, ghép bốn cây mai con lại làm kiểu giống vậy á, nó lạ ha. Rồi ở trên chúng ta chừa cái nhánh là ai muốn ghép giống gì vô ghép á, ghép giống đa phúc, giống thọ hương, giống phú tân, thủ đức, siêu bông gì á, muốn ghép giống gì vô ghép á. Ta tạo thành cái cây phôi mà sau này tạo thứ như thứ này không á, ai mà không chịu quá. Bán rẻ rẻ thôi, bán chừng 1 triệu 2 triệu hay gì thôi ha. Anh em thấy không? Đó. Đây là thủ đức ha. Thủ đức thì nói chung là thủ đức mà nó nở đạt thì khỏi chê rồi. Đó. Rất đẹp á, thủ đức nè, thủ đức năm thời tiết thuận á, nở rất là đẹp. Mình chỉ sợ làm, nói chung là làm cũng có này có kia, giống này giống kia, mà năm trời lạnh không là thủ đức ngồi khóc ròng luôn à. Nói chung làm thì cũng có này có kia, này trời cho mà tội gì không hưởng á. Thủ đức á. Rồi chúng ta coi cái bắt chước á, bắt chước cái hình mẫu nè. Đấy. Đấy. Xem ha. Đây có thể chụp màn hình lại nè, em có thể chụp lại á, có thể làm bắt chước mô phỏng nè. Chúc mọi người tạo ra có những ý tưởng tuyệt vời á. Mình phân tích cái câu sâu về cái cây này ha. Đấy, nó có bốn cái chân, nó có cái đuôi, có hai cái lỗ tai, nó hay là có hai cái lỗ tai nữa ha. À, nó hai cái lỗ tai nữa nè, lỗ tai này chúng ta có thể chúng ta trồng cái phôi đó xong á, hai lỗ tai này chúng ta thể dùng những cây me con ta ghép lại á.
Đó. Cái đuôi á. Đó. Đấy. Cái đuôi à. Giống y chang, giống giống thiệt nha, giống đuôi con heo hay con gì á. Đấy. Lên trên. Đó, anh thấy không? Đó. Uốn lượn á. Cành này người ta cũng nguyên tắc lấy từ cái điểm dương nè. Đó. Đây là điểm dương nè, đó. Lấy là điểm dương á. Đó. Đấy là điểm dương nè, đó. Nó có theo nguyên tắc ra, người ta học lý thuyết á, lấy điểm dương á, mà thực tế người ta không biết lấy điểm dương làm sao á, giờ đây nè. Cái điểm dương á. Đó. Thấy ngộ không? Giờ anh em làm thôi á. Làm kiểu giống vậy không á. Đó. Nó mặt phẳng hai chiều thôi, chứ không có chiều sâu bên trong á. Làm kiểu này mình có ý tưởng á. Cái nhà chúng ta mà nó bị chật, nó không có diện tích nhiều á. Giống như bức tranh á, người ta có kiểu hồ cá, mà hồ cá âm tường rồi á, thích nuôi cá mà bây giờ hồ cá nó bự quá đi, là hồ cá âm, hồ cá mà mỏng á, siêu mỏng. Vậy chúng ta làm mai siêu mỏng á, làm mai siêu mỏng nè, vô cái chậu hình chữ nhật là không có chiếm diện tích nhiều á. À, rồi cái cành nó như thế này nè, đó không có chiếm diện tích nhiều, chúng ta để ngay chỗ chân cầu thang này kia đâu ha, đó nó không có chắn lối đi đâu nhiều. Đó, rồi để bàn khách đâu ha, nó không có chiếm diện tích nhiều á, đó, mà nó cũng rất là đẹp á. Rồi hẹn lại mọi người các video sau á. Đây, rồi, coi này ta coi cái mẫu này á, phân tích rõ sâu cái mẫu này. Anh em là có thể mình dừng màn hình lại 10 giây cuối á, cho anh em chụp màn hình lại á. Đấy. Đấy.